Bởi vì Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Vì vậy cho nên cái niệm mà mặc Pháp hay là Pháp mà hoại diệt đó là không có diệt. Vì nó là chân lý cho nên nó không có cái cách nào làm cho nó mất mát đi đâu được hết. Mười tỷ năm trước nói rằng là nước thì là cái tấm của nó là chảy xuống, thì mười tỷ năm sau cũng phải nói nước, cái tấm của nước là chảy xuống, tấm lửa là bốc lên, lửa là nóng, tuyết là lạnh. Thế thì cái đó là cái tấm nó như vậy là nó bất di bất dịch. Thành ra là chánh pháp là không có mạt và cũng không có gì hoại diệt. Bữa nay chúng ta học tiếp. Phật dạy rằng này ca diếp, thiện nam tử, lúc chánh pháp của ta diệt, hàng thanh văn đệ tử của ta có người nói hữu thần, có người nói vô thần, có người nói không có ba đời, người nói có ba đời, người nói không có ba thừa, hoặc có người nói tất cả vạn pháp là có, người nói tất cả vạn pháp đều không, có người nói chúng sanh không có thủy, không có chung, người thì nói chúng sanh có thủy có chung, hoặc có người nói 12 nhân duyên là pháp hữu nghi, hoặc có người nói 12 nhân duyên là pháp vô nghi, hoặc có người nói Như Lai vẫn có bệnh có khổ, hoặc có người nói Như Lai không có bệnh không khổ, hoặc nói Như Lai cho tỳ kheo được ăn thịt, hoặc nói Như Lai không cho tỳ kheo ăn thịt, hoặc nói Niết Bàn chỉ là sự dứt hết kiết sử, không còn có gì khác. Như vật chỉ nói là áo, mà áo đã hư hết, gọi là không áo, không còn có gì khác. Thể của Niết Bàn chỉ là vậy thôi. Thế thì cái đoạn này đó, nếu mà chúng ta từ từ chúng ta phân tích để mình nắm lấy từng ý tứ một, vậy để chúng mình để ý cái đoạn này. Tuy là mình học được một phần khá dài của kinh Niết Bàn rồi đó, nhưng mà đến đây thì có vẻ là các vị chưa có nắm hết được là rồi nó sẽ ra sao với cái ý niệm của những người mà người ta nói như thế này nè. Người nói về người nói khác đó mà. Bây giờ mình thử phân tích để mình nắm đây nha. Thí dụ như có người thì khi mà chánh pháp của Như Lai mà gọi là diệt á, cái diệt mà tôi đóng màu kép á, có nghĩa là không có diệt. Nhưng mà cái lúc đó không có tỳ kheo tu hành nghe theo kinh này, không có tỳ kheo ni nghe theo kinh này. Rồi khi có tỳ kheo thì kheo ni cứ nghe kinh này tu học, mà không có cư sĩ nam cư sĩ nữ nghe. Và có cả tỳ kheo thì kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ nghe mà không tin tưởng một cách thâm tín, thì lúc đó gọi là diệt, là diệt là vậy đó. Chứ còn cái diệt mà diệt mất hẳn đó, không có cái làm sao cho nó mất hẳn được. Cái diệt đây có nghĩa là
là các đệ tử không có thực hành, không có ứng dụng trong đời sống. Và nó khi mà chánh pháp mà nó đi tới cái chỗ suy tàn như vậy, nó gọi là diệt đó, thì có người nói là đạo Phật là hữu thần, có người nói đạo Phật là vô thần. À, thế thì cái chỗ này cũng nên để ý lên nha. Ừ, các vị đọc cái trong kinh là các vị thấy có những lúc Phật nói thần này thần nọ thần kia đủ thứ hết à. Thế thì là mình nói đạo Phật là hữu thần hay là vô thần đây đó. Thì cái chỗ này để ý nè, thần hay là thánh hay là thanh văn như giác bồ tát Phật đều là cái địa vị của người ta như thế nào, thì tùy theo thế tục ngữ mà Phật cũng nói theo cái danh từ của thế gian thường nói. Cho nên ở thế gian người ta gọi là những người đó là thần. Cái trình độ, cái tốt đức của những người đó nó ngang cái cỡ nào đó thì người ta tôn trọng đó là thần. Thí dụ như thần hoàng bổ cảnh mà người thế gian tin đó mà. Và thí dụ như là đất nước gió lửa mà người thế gian ta gọi là tinh thần đất thần nước thần gió thần lửa, thì Phật cũng nói thần đất thần nước thần gió thần lửa. Đó là tùy thế tục thuyết, tùy theo cái pháp tục đế của thế gian mà Đức Phật tùy thuận mà nói. Cho nên mặc dù là các vị để ý nghe trong kinh là Phật có đề cập tới cái từ thần, nhưng mà đạo Phật không phải chủ trương là hữu thần. Bởi vì hữu thần là thế nào? Nếu như mà các ngoại đạo người ta tin thần á, thì cái vị thần mà người ta nói đó là nó có cái quyền năng, nó có cái sức quyền năng, toàn năng toàn trí toàn tài gì đó để nó giúp đỡ nó cứu hộ gì đó cho con người mình, ví dụ vậy, thì mình cần cầu với vị thần đó. Ví dụ như Ấn Độ thì người ta thờ cái vị thần gọi là thần Shiva. Thì thờ vị thần Shiva đó, tức người ta coi vị thần đó nó gần như là một cái đấng đó ở trong cái đạo đó, cái đức tin là cái đấng thượng đế, đấng chúa tể của cái tín ngưỡng đó. Người ta có quyền năng dữ lắm, có sự giúp đỡ, có sự hỗ trì, làm cho người ta đặt tin tưởng, ta mong cầu trông đợi ở nơi cái sự gia hộ, sự hộ trì của người đó. Thế thì cái thần của người thế gian ta tin là ta tin như vậy. Còn Phật giáo có đề cập tới cái chữ thần này thần nọ nhiều lắm, nhưng mà đạo Phật không cho rằng những người đó có khả năng giúp đỡ mình cái gì hết. Không có giúp đỡ. Nếu như thật sự mà cuộc sống của mình mà mình sống sai với cái chân lý, cái chân lý nhân quả, ví dụ như mình làm thiện thì là tất cả mọi người đây đều thương, đều mến, đều tôn trọng và đều hỗ trợ, đều giúp đỡ. Rồi người nào làm ác thì là mọi người xa lánh và thậm chí bị pháp luật của thế gian của mọi người người ta trị phạt. Thế thì nếu mà mình làm thiện thì mình được nhờ, mà mình làm ác thì là mình phải chịu cái sự trị phạt nào đó. Chứ còn cái từ thần ở trong đạo Phật thì những ông thần đó không giúp đỡ được cho mình. Cho nên là có thể nói rằng là cái từ thần hay là thánh Phật có nói, nhưng mà đạo Phật thật sự là không tin nó là cái khả năng, cái quyền uy giúp đỡ của thần thánh nào ở bên ngoài ta, mà tất cả kêu bằng như Khổng Tử cũng nói đó, hành tàng hư thật tự gia tri, một quả phúc nhân do cánh dấn thủy, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo giữ lai trì. Nhà nho mà nho cỡ như Khổng Tử vậy đó là ông cũng học được
ông nhận thức được cái chân lý của Đức Phật nói. Hành tà hư thật, tự giác tri, tức là cái việc làm của mình trong trong bình nghịch của mình đó, mình làm thiện hay mình làm ác, mình là ăn ở tốt hay là mình ăn ở xấu, mình là ăn ở lành hay là ăn ở bất nhân cách đức, thì tự lương tâm lương tri, tự trong nhà của mình biết, tự trong gia đình mình biết, và tự trong cái nhà mình, đây là cái nhà lương tâm lương tri của mình, tự mình biết. Thế thì dựa trên cái thiện cái ác cái tốt cái xấu đó mà quả phúc nó sẽ đến, đừng hỏi ai hết. Quả phúc vô môn duy nhân tự trụ, quả và phúc, thiện và ác, quả và phúc á, nó không ở đâu hết á. Quả và phúc là do con người tự mình kêu nó lại, mình nhắc nó lại, mình mời nó về, chứ nó không có chỗ ở. Nó mình làm lành thì cái phước nó đến, cái sự an lành nó đến, sự bình an nó đến với mình, với bản thân mình, với gia đình mình. Mà nếu mình ăn ở bất nhân cái đức, mình làm ác ra thì là tự cái điều mà tai ương hòa hại nó đến với mình, chứ nó không có chỗ ở. Thế thì thiện ác báo đầu tương hữu báo, làm thiện hay làm ác rồi cuối cùng là nhân nào thì quả nấy, nó đến sớm hoặc nó đến muộn thôi, chứ nhân nào thì quả nấy. Đó là cái nhận định của nhà nho như vậy. Nhà nho là Khổng Tử là sau đạo Phật là 60 mấy năm vậy đó, gần một thế kỷ. Mà cái chỗ thấy chỗ nhận thức của đàn nho cũng thấy ngang cỡ đó. Do vậy cho nên là nếu mà người ta nói hữu thần hoặc có người nói vô thần, thì ta nên xác định rằng là đạo Phật của chúng ta là vô thần. Nhưng vô thần đây cái rồi có người nghe cái rồi hiểu cái kiểu nào đó, cái nói cái ông này chắc là cộng sản rồi, ông Từ Thông này là cộng sản rồi, chủ nghĩa vô thần thì nó lại khác à, cái này lại khác à. Thế thì ông Từ Thông nói rằng là đạo Phật nó ông hướng dẫn mọi người là vô thần, thì tại sao Đức Phật có nói cái từ có thần đây thần nào, chỗ đó khác à nha. Cho nên là cái chỗ mà đạo Phật của mình học đây đó, thì thật sự ra đối với chủ nghĩa cộng sản cũng không có cách biệt khác nhau gì đâu. Chủ nghĩa cộng sản người ta không có đặt cái vấn đề tín ngưỡng, cho nên người ta nói không có một ông thần nào. Điều đó là vô thần của chủ nghĩa cộng sản, của chủ nghĩa Mác Lê. Còn đạo Phật thì tùy theo thế tục thuyết, dựa theo căn cơ trình độ của mọi người mà ta chia ra là thần rồi thánh rồi thánh văn duyên giác rồi Bồ Tát rồi Phật, vị trí nó có cao có thấp như vậy. Nhưng mà cái chữ thần trong đạo Phật cũng không phải là có quyền năng là để giúp đỡ hộ trì gì cho ai cả. Vì vậy cho nên có nói thần mà kể cũng như là vô thần. Chỗ đó là chỗ hơi khó nghe đó nha. Vì vậy cho nên người mà đệ tử Phật mà quy như Tam Bảo rồi đó, là quy Phật bất quy thiên thần quỷ vật, trời cũng không có quy nữa, thần cũng không có quy. Quỷ là bất cứ cái loài quỷ yêu nào đó, vật đó tức là người nào đó. Quy Phật rồi là cứ theo con đường của Phật, vì đạo sư đó, vị thuyền trưởng đó mà đi trên chiếc thuyền chiếc tàu đó để mà hướng tới cái chỗ giải thoát. Do vậy cho nên là vô thần là cái nghĩa vậy. Mình có tin lãm nhảm lạp nhạp. Hồi hôm nay tôi nghe cái tin này, tôi nói tôi xin lỗi, cũng có số người trong này mình không nhất trí nhau hết đâu. Tôi nghe nói cái ngày mùng 5 tháng 5 cái núi Điện Bà đó cũng nhiều kiểu lễ nghi cổ điển, trong đó có học trò lễ đi đăng đi điện, rồi dân rồi lực cúng rồi thập cúng rồi đạo Phật của mình đó ha, cũng có làm những cái lễ đó nè, hài hòa trộn lộn với cái ngày đó, cái ngày khai hội lớn lắm,
thì tôi nghe cái đó tôi rất là lo lắng. Mà đây là một cái vị mà có cái quyền hành cũng như là điều động cái lễ nghi đó đó mà, là một vị người Phật giáo của ta, một vị ni sư. Mà nếu vị ni sư mà đứng ra làm đó thì là những người Phật tử là đều coi như là tưởng rằng là đạo Phật của ta là la vậy. Nhưng mà sự thật ra này không phải vậy đâu. Nói các vị đi coi, chừng đó đi coi, lễ nghi dữ lắm à, vui à, rộn rịp à, và coi rất là nhiều cái lạ mắt lạ tai à. Nhưng mà cái người Phật tử tinh chính đó thì nếu có đi là coi như là đi tham quan, đi du lịch cho vui thì được. Còn mình đặt cái vấn đề thành thánh mà cúng bái như vậy để cầu nguyện cái gì đó thì mình đi lệch cái mục tiêu của mình rồi. Đó là nói về vấn đề thành và không thành. Vấn đề thân trung ấm, người nói có, người nói không. Thân trung ấm thì là các vị đọc sách thật, các vị mà có đọc nhiều thì các vị sẽ gặp những cái bộ sách, những cái bộ kinh có đề cập tới cái thân trung ấm. Nhưng mà cái bộ kinh mà nói về thân trung ấm là không phải là kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa rồi. Kinh đó là kinh Phương Tiện. Trung ấm đây có nghĩa là ví dụ như vậy ha, nhưng mình còn sống về đây gọi là tiền ấm, nghĩa là thân ngũ ấm. Thân ngũ ấm rồi mình chết rồi đó, giữa cái giai đoạn mà chưa có thọ sinh qua một cái thân sau thì cái giai đoạn giữa đó người ta gọi đó là thân trung ấm. Rồi khi mà thọ nhập vào một cái đời sau thành một thân sau thì ta gọi là hậu ấm, tức là tiền ấm, tức là ngũ ấm, tức là tiền ấm, rồi trung ấm, rồi hậu ấm. Hậu ấm tức là cái thân của đời sau. Nhưng mà nếu mà mình nói có cái thân trung ấm như đây là cái thuyết mà người ta nói có thân trung ấm ấy, không khéo là mình thành ra ngoại đạo thường kiến. Người ta tưởng rằng là cái thân trung ấm, khi mình cái thân này, thân trung ấm này mà chết rồi thì mình có một cái thân, mà cái thân đó có hình ảnh dáng vẻ y như con người của mình vậy. Rồi mình ở đâu trên trời trên mây gì đó, rồi tới trời cái lúc nào đó gọi là đầu thai, chỉ đầu cũng như là nhảy vào, đầu thai là nhảy vào. Có những kinh điển người ta nói, ta nói rằng là khi mà nhìn thấy cái sự giao hợp giữa cái tinh thần của cha và cái tinh thần của mẹ mà nó hợp với cái căn cơ của mình đó mà, trong cái lúc mà cha mẹ giao hợp đó mà, rồi mình phù hợp cái rồi mình ở trên hay không á, cái mình nhảy vào. Tôi nghe cái đó tôi cười quá, nhảy trên đại vô không biết nhảy trúng ở đâu không biết, cái đầu là nhảy, cái đầu thai là nhảy ra trong cái thai á. Thế thì nếu như mà mình có một cái ý niệm, cái khái niệm vậy đó là ra không trúng cái đầu rồi, nghĩa là mình có cái thân trung ấm, nghĩa là kể như có một cái linh hồn, gọi là cái thần thức, là cái linh hồn gì đó, để rồi chờ cái lúc phù hợp với nghiệp lực tâm tư của mình thì nhảy vào để làm con, yêu làm cha làm mẹ. Thế thì nói như vậy là có người nói có thân trung ấm là như vậy đó, là đạo Phật không có nói vậy. Rồi còn có người nói không có thân trung ấm thì sao? Thì đó là không có, có thân trung ấm là thì cái này là mình phải học. Ừ, như tôi nói như đại chúng nhiều lần rồi đó, khi mà chúng ta chết á, cái thân này hiện giờ gọi là ngũ uẩn và thất đại. Mà khi mà ngũ uẩn thất đại này mà nó tới cái ngày nó hoại ha, sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, tử rồi thì tức là nó đến
nó qua cái giai đoạn mà sanh rồi trụ rồi dị rồi tới qua đời đoạn diệt cái này, thì cái thất đại này đâu trả về đó, đâu trả về đó, cho nên nó không còn có một cái phần hình nào nữa hết đó. Mà chỉ có cái nghiệp lực của mình, cái nghiệp lực của mình tạo ra, hoặc là thiện hoặc là ác, rồi cái nghiệp lực đó, đó nó trở thành ra một cái thức đại, cái từ trường đó nó thành ra cái thức đại địa thủy quả thông không kiến thức, cái thức đại tức là cái mà cái nghiệp của mình là cái thức đại của mình đó, nó là một phần bảy của cái cơ thể đó. Thì cái thức đại đó nó phù hợp với nhân duyên của cái người làm mà làm cha làm mẹ của mình trong tương lai đó mà. Thì cha mẹ là cái yếu tố của cha mẹ tạo ra đó, thì là tôi nó có cái chất địa thủy hỏa thông, tức là phần vật chất là ở trong bên phần của cha mẹ, rồi cái phần không là của vũ trụ, không đại là của vũ trụ, địa đại thủy đại hỏa đại thông đại là phần đó của cha mẹ tạo ra, mà địa đại thủy đại hỏa đại thông đại đó là cha mẹ tạo ra cũng từ đâu, cũng lấy từ cái nguồn tài nguyên của vũ trụ kết hợp thành cái thân của người cha và của người mẹ là một con người. Thế thì còn cái không đại là của vũ trụ, nguyên bản của vũ trụ, nguồn gốc của vũ trụ. Rồi còn kiến đại và thức đại đó là nó ở trong cái hai cái đại đó là nó ở trong cái nghiệp của mình, nó cũng ở trong vũ trụ. Mà khi mà những cái đó mà nó hòa lại, nó theo cái đồng chủng là tương tầm, mà dị chủng nó tương xích, đồng tánh tương tự, dị tánh nó tương hấp, đồng năng nó tương bội, dị năng nó tương để, dựa trên cái bình đẳng môn sai biệt môn đó không, mà nó cần yêu cầu nhau thì lúc bây giờ là nó gặp nhau. Thế thì nó hội đủ bảy cái đại đó, nó thành ra một cái gọi là ca la lạ, tức là cái điểm hội hợp đầu tiên giữa cha và mẹ cộng với kiến đạo thức đại, thì từ đó mà nó phát sinh ra, nó trưởng thành lên, trưởng thành lên tức là hành độc thức, rồi nó có cái đó cái chất ca la lạ đó gọi là danh sắc, danh sắc rồi nó phát triển lớn lên ở trong bụng mẹ nó, mà thành ra lục nhập, rồi có xúc rồi thọ rồi ái rồi thủ rồi hữu ra ngoài. Nó theo cái quy trình của thập nhị nhân duyên mà mình đã học qua. Cái thần trung ấm đó không có một cái hình dạng, một cái nguyên si nào của cái thần trung ấm. Do vậy cho nên ở đây Phật nói là có người nói có thân trung ấm, người nói không có thân trung ấm. Vậy thì có là có kiểu nào, mình có tin cái kiểu có kiểu nào đó không? Còn nếu như không có thân trung ấm thì mình phải hiểu bằng kiểu nào? Thì theo tôi đó, thì tôi trình bày đó, các vị đấy đó, chúng ta nói là không có thân trung ấm, nhưng mà không phải hoàn toàn không. Mà trung ấm đây có nghĩa là một cái giai đoạn chuyển tiếp, mà nó hình thành là phải đủ bảy cái yếu tố là địa thủy quả thông là phần của cha mẹ, không là của vũ trụ, kiến đại và thức đại đó là cái nghiệp lực của mình đây, nó bàn bạc ha ở trong cái vũ trụ này. Khi lúc đó mà nó hợp đó mà nó đủ cái điều kiện đó thì nó hợp lại để nó hình thành. Cho nên là cái từ đó là cái từ cũng là tư duy á, mình phải tư duy á, nói cách khác là phải tu thiền á, lấy cái đầu đề đó mà tu thiền á, chứ mình tưởng tượng cái thân trung ấm mình như có cái hình nào đó để mà nhảy á, nhảy vào đó là tức là thường kiến ngoại đạo, hoặc là cái thân trung ấm đó là một con người nào đó hình ảnh ra sau đó thì nó thành ra là thường kiến rồi, rồi nó có một con người trong giai đoạn đó để rồi mình thí dụ mình cầu nguyện để nó đi giảng sanh cực lạc, hay là đi về cái hướng nào đó trong vũ trụ, rồi còn cái hướng nào lại thọ sanh đại sao. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà mình phải để ý dữ lắm đó.
À, nói tới đó rồi mình phải tư duy coi coi vậy là những lúc chết mà mình nhờ các vị mà cầu siêu hả? Thế thì cái gì đi và đi đâu? À, nếu đi về cực lạc ở thì mình còn là con người ở đời sau nữa không? Nếu có cái thân trung ấm như là một cái linh hồn, một cái thế phách gì đó ha, mà đi về cực lạc nhờ sự giúp đỡ của Phật A Di Đà thì mình còn ở cái cõi trần này nữa không? Mình còn là con người không hay là mình thành cái gì? Đó là vấn đề hết sức là thẩm sâu và tế nhị, mà phải có tư duy. Cho nên là tôi đọc cái đó tôi có ý lo dữ lắm đấy. Tôi lo là gì? Nó hơi sâu quá. Sâu quá thì người Phật tử tại gia thì có khi không có thì giờ để mà đi sâu vào cái đó. Mà không đi sâu vào cái đó thì cái chánh kiến của chúng ta còn lâu lắm, chúng ta không có được cái chánh kiến. Hay nói khác là dù mình có đặt cái chánh kiến đi nữa, mình cho là chánh kiến đi nữa, mình cũng không có lập trường vững được. Nên cái đó cái khó lắm. Đó là vấn đề trung ấm nè. Ừ. Có người nói có ba đời, cái này có người nói không có ba đời. Cái này cũng sâu ghê gớm lắm. Có ba đời hay không? À, thí dụ như các vị nói rằng là đã từng nghe rồi là chẳng hạn như có những kinh điển ta nói rằng là kinh Kim Cang Bát Nhã đó là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ không có, tìm cũng có. Tâm hiện tại tìm cũng không có, tâm vị lai tìm cũng không có. Nghĩa là trong ba đời không có tâm. Như thế thì không có ba đời chứ gì. Nhưng mà trên thế gian này thì ai cũng biết là có ba đời. Nói tới ba đời thì ta gọi là thập phương tam thế thất Như Lai, ha, mười phương ba đời. Chứ mà trong mười phương trong ba đời thì sao? À, cho nên cái chỗ này là nó sâu thẳm dữ lắm. Ba đời có là khi nào ta dựa trên cái ngũ uẩn, cái thất đại, cái địa thủy hỏa phong không kiến thức, dựa trên động vật, thực vật, khoáng vật, núi sông đất liền, trời tăng mây nước, cỏ cây hoa lá, trên cái bên cái mặt hiện tượng vật chất thì nó có ba đời. À, cho nên cái này cũng phải tư duy vậy nha. Khi nào hỏi ba đời đạo Phật nó có hay không, như đây nói nè, kẻ nó có người đó không, thì mình phải xác định rằng là khi nào dựa trên hiện tượng vật chất hữu vi thì ba đời có. Còn nếu như mà ta đi sâu vào bản thể, không dựa trên cái vật chất hữu vi, không dựa trên cái hiện tượng duyên sanh duyên diệt này thì ba đời không có. À, sâu lắm. Vì sao nói như vậy? Là bởi vì cái này nè, học cho kỹ nha. Không dựa vào hiện tượng vật chất hữu vi, không dựa vào pháp duyên sanh, thì các vị làm sao mà các vị biết được cái đời nào từ đâu tới đâu, đời quá khứ từ đâu tới đâu gọi là đời quá khứ, đời hiện tại từ đâu tới đâu gọi là đời hiện tại, rồi đời Như Lai từ cái mức nào tới mức nào, từ đâu tới đâu gọi là Như Lai. Các vị thử nói coi, thử tìm đi, thiền tư cái điểm đó. Mà các vị thiền cái điểm đó rồi thì các vị sẽ thấy rằng là thật sự là ba đời không có. Ba đời nó có là gì? Là dựa vào tôi. Tôi năm nay là 76 năm rồi ở trên đời này. Và trước tôi, trước cái năm sinh ra tôi gọi là quá khứ.
Và ngay cái từ khi tôi tham gia tới năm nay là 76 năm. Tôi gọi là hiện tại chứ gì. Thế thì nói như thế thôi. Tôi nói 76 năm vậy rồi gọi là hiện tại ư? Trong cái hiện tại đó nó là 76 lần quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi trong một ngày nó cũng 12 lần, 24 lần quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì làm sao mà nói cái đời nào cho được. Rồi bây giờ tôi đang ngồi về đây, tôi chưa chết là không có vị lai ư? Đâu có trúng. Ngay bây giờ cũng đã có vị lai và quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên nó có ba đời là dựa trên thế tục đế mà nói về, căn cứ trên cái hiện tượng vật chất, trên các pháp hữu, hữu vi, có già, có trẻ, có cao, có thấp, có cũ, có mới, có mất và có còn. Tôi nói còn và sẽ mất. Thế thì nó có ba đời là dựa trên hiện tượng, sinh mất hiện tượng, các pháp duyên sanh hữu vi, thì nó có ba đời. Còn không có ba đời, các vị thử tư duy tưởng tượng, các vị bỏ hết cái vật chất, các vị để một cái trí mà các vị tưởng tượng rằng bỏ hết vật chất, đừng dựa trên cái người, trên cái vật chất đó mà. Thì cái gì qua rồi cũng không có dựa vào cái gì để gọi là qua rồi. Còn cái gì gọi là hiện tại cũng không có. Nó giống như là cái sự vật ở trong mộng. Sự vật ở trong mộng mà dựa vào sự vật ở trong mộng mà tìm cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai không có. Cái pháp duyên sanh, cái pháp mộng huyễn ha, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thật ra 14 chư Phật mà gọi là trong một niệm ba đời mà mình học gọi là thập thế cấp pháp vị thành môn đó, ngay trong một đời nó có đủ 10 đời. Ngay trong một đời nó có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì trong cái quá khứ nó có quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngay trong một cái biển này nè là có đủ 10 đời. Chia nhỏ ra nó đủ 10 đời. Còn mình nói lớn lên, mình gom lại thì gọi là một niệm ba đời. Nhất niệm tam thiên, một niệm của mình là nó thông suốt cả từ vĩnh cửu, thời gian vô tận tới bây giờ chỉ có một, chứ không có quá khứ, hiện tại, vị lai gì hết. Cho nên cái này là cái không gian và cái thời gian này là mà người ta định nghĩa không gian được là cũng dựa trên vật chất. Định nghĩa thời gian ba đời cũng dựa trên vật chất. Mà ta định nghĩa không gian được tôi gọi là mười phương đó, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương tây phương dưới, cũng dựa trên vật chất. Mà đạo Phật một cho rằng vật chất này là như pháp không thật, là pháp duyên sanh, là như quyển như mộng, thì ba đời và mười phương không có. Ngay một niệm là đầy đủ cả mười phương và ba đời. Tôi nói cái này các vị ai là người muốn học kinh nữa là phải để ý mà khái niệm, mà tư duy từ từ. Nếu nghe bây giờ chưa rõ là phải thiền định để cho thầy. Một niệm đủ cả mười phương và ba đời. Vì sao vậy? Vì quan niệm, vì cái tuệ, dùng cái tuệ nhãn của Phật thì thấy rằng là hiện tượng vật chất hữu vi này là đều là mong, là như mong, như quyển, như bài, như ảnh, không có thật. Mà nó đã là cái không thật thì coi như bỏ hết đi, không còn cái hiện tượng như mong, như quyển, như bài, như ảnh nữa. Thế thì ngay trong một cái có cái cục về là nó bao quát cả mười phương và ba đời. Bởi vì mười phương cũng phải dựa trên vật chất. Định một cái này đây, mà muốn nói mười phương mà phải nói
Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên, dưới. Thế thì mười phương là cũng có chia lên danh sách. Còn ba đời cũng vậy, ba đời là gì đó? Là cái này nó còn đây, gọi là cái hiện tại. Mà cái cây nhất này nó có nhiều cây nhất đó, nó hư, nó cũ rồi. Là cây nhất nó đã trở thành quá khứ. Thậm chí cái cây nhất này bây giờ không còn xài được nữa thì nó đã trở thành cây nhất quá khứ. Mà cây nhất này mà còn xài được đó, thì gọi là cây nhất hiện tại. Mà còn cây nhất mà chưa có thì gọi là cây nhất tương lai. Thế thì cũng dựa vào vật chất mà nói ba, mà khái niệm về kỷ niệm ba đời. Đó ngoài vật chất ra thì khi một cái vậy là đã có ba đời và có đủ mười phương. Đó là tôi nói nãy giờ là tôi nói theo đạo Phật đấy. Còn cái định nghĩa mà của triết học Bác Lê đó, tôi được học trong triết học Bác Lê cũng định nghĩa y như vậy. Do vậy cho nên là khi nào mà tôi giảng đạo Phật rồi, rồi tôi kèm cái kia để cho những người cán bộ, những người ta đi theo cái chủ nghĩa Mác Lê ha, người ta nghe, ta thấy là cái đạo Phật mình không phải là cái chuyện mà nói xuông, rồi là nói chuyện là theo cái kiểu cơ bằng dựa vào một đấng siêu nhân muốn nói sao nói. Tôi không chịu cái đó. Vì vậy cho nên khi mà tôi giảng ba đời mười phương của đạo Phật thì tôi cũng mượn cái triết học Mác Lê. Chứ còn Mác Lê tôi cũng định nghĩa rõ ràng là dựa trên vật chất mà nhận thức ba đời và tám phương. Bên kia là tám, có nói mười phương, và nó tám phương, nó bốn phương tám phương đấy. Thế thì là vấn đề về có ba đời không có ba đời, chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần tư duy để ý đó nha. Sau này các vị học mà nghe cái kinh Quan Nghiêm là các vị thấy kỳ lạ lắm. Một cái lỗ chân lông dày đây nè, mà đã dung chứa cả mười phương và ba đời. Là gì theo cái quan điểm của kinh Quan Nghiêm á, là người ta nói về cái bản thể của vũ trụ. Người ta lấy cái trí tư duy quán chiếu nghiên cứu về cái bản thể của vũ trụ, được gọi là lý pháp giới. Còn như mình đang học về đây là mình học về cái hiện tượng nguyên sanh của vũ trụ, gọi là học về sự pháp giới. Và sự pháp giới thì là nó cái hiện tượng vạn hữu nó nguyên sanh trùng trùng vô tận, không thể nói nó hết được. Cái này khác cái kia khác cái nọ. Mà học về lý pháp giới, học về bản thể đó thì tất cả là một. Như tôi nói 10 lần đó, tôi nói ví dụ như mà giờ tôi đưa ra cái tấm bảng này là các vị tưởng tượng giùm tôi, đây là một tấm bảng này tôi làm bằng toàn là một khối vàng nhé. Tấm bảng đó là đừng tưởng là bảng đen bằng cái tông, mà các vị tưởng toàn là một khối vàng. Trong đó tôi đã kêu thợ kêu hoàng vẽ cho tôi, nào là núi, nào là sông, nào là đất liền, nào là mặt trời, mặt trăng, nào là mây, nào là nước, nào là cỏ, cây, hoa, lá. Trên đó có thượng cầm, có hạ thú. Đương nhiên là trong đó đầy đủ cả động vật, thực vật và khoáng vật. Thế thì trên cái phương diện mà thở kêu hoàng chạm trổ rồi thì các vị nói tên không có hết. Nhiều thứ đó. Thượng cầm nó chạm bao nhiêu thứ con, hạ thú chạm bao nhiêu con, rồi động vật, thực vật, quán vật, nghĩa là muốn làm bao nhiêu thì làm, bao nhiêu sai khác cũng được. Là gì đó là duyên sanh. Đó là do cái ý tưởng của họa sĩ và của người chạm trổ. Thì hiện tượng duyên sanh là nó nhiều như vậy. Ta đang hỏi vì sao vậy? Là vì cái lẽ ông thợ này, ông chạm con này, con kia, con nọ cây kia. Rồi bây giờ tôi, các gì hay tưởng tượng, tôi lấy cái búa tôi vỗ bằng thẳng hết thải những cái chạm đỏ được kia. Thế thì sau đó nó còn cái gì? Nó còn một cái tấm
bảng vàng. Đấy, còn một tấm bảng vàng thôi, không còn cái từ con sông này tới cái núi kia, từ cây kia tới cây nọ, từ con thú này qua thú kia không còn. Nghĩa là không gian cũng mất, thời gian cũng mất, và các thứ tên tuổi gì trong đó đều mất hết, chỉ còn có một tấm bảng vàng. Tôi kéo ngược trở lại, tôi tưởng là ngay cái lúc mà cái tấm bảng mà chạm đầy đủ cả núi sông đất liền trời tăng mây nước thượng cầm mạ thú động vật thực vật khoáng vật nhiều thứ như vậy, nhưng mà các vị lấy một cái đục voi chỗ nào một điểm, một cục vàng bằng cơn bút đũa moi từ chỗ cây này, chỗ hang núi kia, chỗ con chim nọ, tất cả đều cũng chỉ là một thứ vàng mà thôi. Đó là bản thể là chung cùng, mà do nhân duyên nó biến hiện ra nhiều, cái bản thể của nó là chung cùng. Vì vậy cho nên mất, mất một cục nào trong các bản đó đều có không gian và thời, thời gian hay không ạ? Bởi vì trong cái bản đồ nó có đủ không gian thời gian mà. À, tôi đưa ra cái ý niệm, cái khái niệm vậy, rồi các vị muốn tu thiền là về là tư duy, tư duy để thấy rằng một niệm đầy đủ cả cả tam thế và thập phương, cả ba đời và mười phương. Mà muốn cái đó là phải học về lý pháp giới. Lý pháp giới là học về bản thể của pháp giới, học về Như Lai Tạng bản thể, và học về sự pháp giới, tức là những pháp hiện tượng duyên sanh, những pháp hữu vi duyên sanh của hiện tượng giải pháp, gọi là học về sự pháp giới. Cho nên mình học, muốn học sâu rồi mình không không có học hết kinh nhiều được. Nhiều người ở tôi với kinh nước bàn rồi tính là giải nhiều. Tôi không biết bao nhiêu hết rồi, bây giờ thì nó tới đâu nó tới chứ rồi. Tôi nghe nói giờ tới 108 rồi, cái nó nói vậy là thầy chắc là 200 mà tôi biết chưa chắc là. Có thể là hơn 200 đó nha. À, còn người thì nói có ba thừa, người nói không có ba thừa. Đấy, thế thì đại chúng đã nghe mấy mười mấy hai chục năm nay rồi, các vị nói có ba thừa không? Tùy theo, tùy theo người mà nói thừa. Nói đây có người không có thừa nào hết, là vì người ta có biết là Phật là gì đâu, tình cờ nghe nói gì ồn ồn nên ta vô đây vậy thôi. Thế ta không biết danh thừa là gì, thiên thừa là gì, thành ra như giác Bồ Tát đại thừa gì không biết hết. Thế thì có người không có thừa nào hết. Có người vô đây là nghe được tam quy ngũ giới, à, nghe đó sao cũng được độ kệ về để nói với ông xã mình, ông đừng có đi làm bậy nữa. Bởi vì ông xã mình là ông không khéo là ông đi ông phạm năm mươi giới đầu tiên đó ha. Thế thì là cái người này nghe là chỉ có nhân thừa thôi. Rồi ai đó nghe sâu hơn chút nữa, à, nghe nói tới là Phật thiện nghiệp hả? Hả? Vậy người ta hiểu tới thiên thừa. Còn như những người A-la-hán quả là họ chỉ có cái thanh văn thừa thôi, còn nói nữa họ không có nghe. À, thế thì là tam ngũ thừa cũng có mà cũng không, tam thừa cũng có mà cũng không, và những nhất thừa cũng có mà cũng không. Nhất thừa là chỉ cho mọi người là có Phật tánh, mọi người là trong mọi người có tự tánh Bồ Đề, tự tánh Niết Bàn. Không có bao nhiêu người nghe được, mà không nghe được thì đối với người này cái gọi là nhất thừa không có, người đó không có chấp nhận. Phải nói nhất thừa đối với họ là không có. Rồi, nói được. Hoặc có người nói tất cả giảng pháp là có người nói tất cả giảng pháp là không. Ai trúng? Và nếu như mình học chỉ nhân thừa thiên thừa thôi, mình nhìn bằng nhục nhãn và thiên nhãn thì tất cả pháp là có, trúng chứ đâu có trật đâu.
tôi nói nó có thật. Do vậy cho nên cái nhà của người ta ở mà mình lại mà mình đụng tới thì là có chuyện liền tức khắc rồi. Là vì sao vậy? Vì tất cả pháp là có, mà cái nhà tôi là một pháp trong dạng pháp là nó có. Cái xe của tôi mới mua về bấm giận vậy mà mấy người đi ngang lấy cái cây sắt rồi chọt vô trong một cái rãnh như là sao? Là có chuyện liền. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp là có. Xe tôi mới mua đàng hoàng sơn còn bấm giận. Thế thì tất cả pháp là có, là nhân thừa thiên thừa, là phải nói tất cả pháp là có. Còn lúc nào nói tất cả pháp là không? A-la-hớn còn nói tất cả pháp là không cũng còn chưa được đó nha. Mà phải tới dùng tuệ nhãn của Đại Thừa Bồ Tát á, thì lúc bây giờ mới có thể đề cập tới tất cả pháp là không. Mới đề cập tới nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, diệt, như điện. Đó là phải nói như Bồ Tát cơ. Cái thanh văn cả đó cũng còn chưa có. Còn nói tới Phật nhãn thì là thôi, chuyện nó khó nói. Phật nhãn là nhìn qua thập như thị, gọi là tối thuận thừa ha. Do vậy cho nên là rất là thừa. Mình nói cái nào nó cũng có thể trúng. Trúng với ai? Trúng căn cơ nào, trình độ nào, sự tu tập của họ với mức độ nào? Tại nên là nhìn về Đại Thừa là tất cả pháp là không đó nha. Không là vì sao vậy? Là vì cái tất cả pháp là nó có bằng cái có, cái bằng duyên. Duyên sanh mà. Nó là cái tánh của nó là cái bằng y tha khởi tánh. Ý tha duyên như sinh khởi. Còn cái tên mà đặt nó ra, nó không có tên nào đó. Cái hoa này 4 năm thứ hoa vậy, mình gọi tên đó, mình tưởng mình nói trúng chứ không có. Đều là biến cái chấp. Cho nên nói về tên, nói về danh là không có cái nào trúng rồi. Còn nói về cái này là cái gì sinh cũng không có, mà là ý tha duyên như sinh khởi. Do vậy cho nên là nhìn bằng cái tư tưởng của Đại Thừa thì giảng pháp là không. Do vậy cho nên khi nào mình mới nói là tất cả pháp là không? Phải nói với ai? Phải nhìn bằng con mắt nào? Trong ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn ha. Cái người đó chúng sanh không có thủy có chung, có người đó có thủy có chung. Có thủy là hồi nào, có chung là hồi nào? Không có. Lập trường của Đạo Phật là chúng sanh là vô thủy vô chung. Bồ đề nước bàn cũng vô thủy vô chung. Chứ sau này ta học được ngoại đạo họ nói là theo cái thấy của họ đó, mà họ thấy họ nói là có bao nhiêu vạn kiếp đó, từ đó tới gì đó có ngoại đạo người ta nói có thủy có chung đấy. Còn Đạo Phật thì nói không thủy không chung. Hoặc có người nói là mẹ nhân duyên là hữu vi, mà có một người nói mẹ nhân duyên là vô vi. Thế thì ai trúng? Hữu duy cũng trúng mà vô duy cũng trúng. Nếu như mà anh tu là theo cái quan điểm mà bình thường, nó chỉ ngăn ngừa được những cái tội lỗi bình thường thôi, chứ nó không đưa anh tới cái chỗ giải thoát giác ngộ, thì 12 nhân duyên cái pháp đó nó trở thành pháp hữu vi. Mà nếu mà dựa trên 12 nhân duyên mà nhận thức được là vô minh ái thủ tam phiền não, hành hữu nhị chi thuộc nghiệp đạo, tùng thức chí thọ tinh sanh tử thất chi đồng danh nhất khổ đạo,
ông mẹ nhân viên mà người ta thấy ta phân tách ra bao nhiêu cái món thuộc về quạt, thuộc về lậu, thuộc về phiền não, là nguyên nhân của đau khổ. Rồi ái và thủ thì ta thấy đây là hai cái món này á là gọi là nghiệp đạo. Ta thấy rõ là ái và thủ là nghiệp, mà cái nghiệp này á, nếu ta tu tốt á thì ta dứt hoàn toàn cái nghiệp này, ta trừ được là tiến hoặc tư hoặc trần sau hoặc vô minh hoặc, thì ta có cái thành tới vô thượng bồ đề mà, thì đó là thành ra pháp vô vi rồi. Nhưng mà nếu ta thấy là ái và thủ này mà ta chỉ bỏ được một cái phần sơ sơ trong cuộc sống, không ái quá nặng và không bỏ thủ quá nặng, thì cũng tu 12 nhân duyên này mà ta là người được quả bích chi phật hoặc trung thừa, thậm chí là cũng tu theo đây mà còn tệ hơn nữa. Chẳng hạn như phật tử chúng ta cỡ này là có người nào mà tu dựa theo đây học tu mà được thành bích chi phật đâu, thế thì nó không được trung thừa mà nó tứ thừa cũng còn chưa có. À, do vậy cho nên là vấn đề mình nói là mình phải nói với ai cái đối tượng đó, cái pháp đó, mình nói cái đối tượng của người nghe pháp này là người nào. Hoặc có người nói Như Lai vẫn có bệnh có khổ, hoặc có người nói Như Lai không có bệnh không có khổ. Thế thì người ta nói Như Lai có bệnh có khổ đúng không? Đúng. Mà có người nói Như Lai không bệnh không khổ đúng không? Đúng. Bằng cớ mà ông Kinh Di Bát Cật đó, ông A Nan thấy rằng Đức Phật có bệnh khổ cho nên ông A Nan đi xin sửa mà. Còn con mắt của nhìn qua con mắt của ông Như Mặt Cật á, thì ông nói A Nan ơi, ông làm gì ông đứng đây sớm vậy, đứng trước cái nhà của ông trưởng giả. A Nan nói tôi xin sửa cho Như Lai gì, hôm nay Như Lai có bệnh. Ông Như Mặt Cật nói ôi A Nan ơi, ông đừng nói vậy, thân của Như Lai là thân kim cương, nào có bệnh có khổ gì. Ông nói vậy mà để cho thiên ma ngoại đạo những người khác nghe làm nhục nhã cả cái tông phong Như Lai mà có bệnh gì. Thôi ông về đi ông A Nan, ông đừng có xin sửa nữa, ông về đi. À, thế thì ông A Nan là suy nghĩ rất là căng. Như Lai đã khen mình là đa danh đệ nhất, mà lẽ nào mình nghe lầm, Như Lai không bệnh mà mình nghe lầm lời nói của Như Lai rồi mình cho là Như Lai có bệnh để mình đi xin sửa. Vậy là mình sao đây? Còn rõ ràng ông Di Ma Cận nói cũng có thể là đúng như vậy, đã là Như Lai thì nào có bệnh có khổ gì. Thế thì trong lúc đó thì trong kinh nói rằng có chư thiên đó mà bảo rằng ông Di Ma Cận nói cũng đúng đó ông A Nan, mà ông nghe cũng không có lầm đâu, nhưng mà bây giờ ông đi xin sửa đi, xin sửa cho Như Lai, vì Như Lai đây là vì chúng sanh mà hiện bệnh đó. Đã. Thế thì nói Như Lai có bệnh cũng trúng, mà nói Như Lai không bệnh cũng trúng. Chỗ đó là cái chỗ khó của đạo Phật đó. Cho nên học Phật mà học ít ít ra là nói không có trúng được, tôi cũng không có trúng được. Về cái lúc nói Như Lai cho thì khen ăn thịt, rồi có người nói Như Lai không cho, cái nào cũng trúng hết. Ừ. Cái lúc mà có lúc những cái chỗ cái nạn xứ là không ăn thịt thì trời hạn hán không còn có rau cỏ gì để ăn, Như Lai có thể cho phép cho ăn những cái nạn xứ đó. Hoặc là tam tình nhục là cửu tình nhục, Như Lai có cho ăn. Nhưng mà cho ăn như vậy có nghĩa là các ông nhớ rằng các ông là còn ở trong cái quả vị của thanh văn thì có thể phương tiện để mà tu hành. Thế còn mà muốn đạt cái đỉnh cao của bồ đề vô thượng, nếu mà vô thượng mà nói rằng Như Lai cho ăn cái đó thì đâu có cần thiết. Cho ăn như vậy để làm gì?
nhất thiết hướng như pháp như mộng quyển bào ấn như lộ diện như điện ưng các như điều quán tất cả pháp không đi coi nó như mộng như quyển như bà nhảnh rồi thì có cái thân này là phải tiếc nó làm chi mà phải cho ăn cái đồ đó cho ngon để lấy vitamin A rồi B rồi D rồi C rồi 12, 13 gì đó để uống thứ vitamin để sống cho sung mãn cho đẹp đẽ ưng không có à cho nên là với vô thượng tối thượng thừa thì không cần đặt vấn đề cho ăn có cho ăn cũng không thèm ăn nữa rồi hoặc có người nói niết bàn chỉ là sự dứt hết kiết sử không còn có gì khác cũng như là chỉ dệt áo và do cái áo mà rách bỏ rồi là hết áo không còn có gì khác niết bàn chỉ là vậy thôi không phải vậy niết bàn không phải vậy không phải là chỉ là dệt hết kiết sử vậy là thôi nếu dệt hết kiết sử còn kiết sử thì gọi là phàm phu gọi là phiền não đau khổ còn diệt hết kiết sử thì gọi là an vui vậy thì cái an vui đó cái niết bàn mà bằng cái nghĩa an vui đó thế thì cái vui đó là cái vui của tương đối cái vui đó là vì hết khổ rồi có cái vui cái vui đó là tại vì là cái hiện giờ không có khổ cho nên niết bàn không phải là cái vui đó mà niết bàn là cái tính của niết bàn là cái bằng tịch diệt cái vui này là cái vui ngoài cái vui so sánh giữa khổ và vui cho nếu như mà là cái vui mà còn so sánh được các bạn thì cái đó nó có thể tái diễn lại cái khổ đấy tôi nói ví dụ như giờ mình đang nghèo khó vậy đó cái rồi có người nào đô ngoại quốc gửi cho mình là 10.000 đô thế thì là với 10.000 đô thì với người giàu thì không nhiều nhưng mà với mình là người nghèo khổ cho 10.000 đô là mình vui lắm đó chứ thế thì cái khổ mà cực khổ đến lúc này đó vượt qua rồi vậy là vui lắm đó chứ nhưng mà cái vui đó không phải cái vui đó không gọi là niết bàn được thậm chí cho cái 100.000 đô đó các cái nhà lầu 3 tầng và cho thêm mua vài ba cái máy móc gì đó để mà sản xuất ăn cũng không gọi được cái vui đó là sánh như cái vui của niết bàn được tại vì cái vui của niết bàn là cái vui tịch diệt là cái vui thanh tịnh là vắng lặng vĩnh cửu do vậy cho nên cái vui của niết bàn không phải là cái vui ở trong cái tương đối đó là chúng ta phân tích như thế ở vào thời kỳ đó đệ tử của ta chánh thuyết thì ít mà tà thuyết thì nhiều lãnh thọ chánh pháp thì ít mà lãnh thọ tà pháp thì nhiều thọ lời Phật dạy thì ít mà thọ lãnh thọ cái lời của ma thì nhiều đó là cái lúc mà gọi là chánh pháp diệt là vậy đó lúc đó gọi là chánh pháp diệt đó chứ thật sự là chánh pháp không có lúc nào diệt cả diệt là lúc đó bây giờ ở nước Ca Diệm Di có 2 tỳ kheo một chứng quả la hán một quỷ phạm giới tỳ kheo phá giới có đệ tử đông 500 người tỳ kheo a la hán chính đạo có 100 đệ tử tỳ kheo phá giới nói Như Lai nhập niết bàn vĩnh diệt như là sự diệt tận của hư vô tứ trọng giới của Phật thế thì cũng được cũng được phạm tư thì cũng được mà phạm thì cũng không sao ông này tôi thoải mái vậy tư cũng được mà phạm cũng không sao như tôi đây chẳng hạn như tôi đây chẳng cần trì giới nghiêm túc mà cũng chứng được quả A La Hán
và cũng được bốn vô ngại trí, có kém ai đâu. Lúc Phật còn tại thế dạy bảo phải tôn trọng giữ gìn, lúc Phật nhập diệt rồi thì buông xả. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cái số tỳ kheo đó, trong kinh có cái từ gọi là lục quần tỳ kheo, có sáu cái ông tỳ kheo là Đức Phật nhập Niết Bàn mừng lắm, tu hành thoải mái. Ông già này ông còn, ông cứ ông rầy rà ông nhắc nhở hoài, giờ ông chết rồi ông Niết Bàn rồi thì mình thoải mái à. Ở đây nó có cái điểm đó là cái này là ngụy biện đó nè. Đấy, cái người không có giữ giới thanh tịnh thì cũng tự nói mình được quả này quả kia, được quả la hớt cũng được, rồi mình nói rằng mình cũng có vô ngày biện tài. Ngược lại thì những vị tỳ kheo mà tu hành chân chánh la hớn đó ha, sau này bị cái nhóm đệ tử đông người kia đó nó hãm hại. Thầy tỳ kheo đắc a la hớn, đắc a la hớn quả nói: này trưởng lão, ông không nên nói Như Lai nhập Niết Bàn là vĩnh diệt như hư vô. À, chúng ta để ý cái này nha. Ông tỳ kheo phá giới rồi nói là Như Lai là nhập Niết Bàn là vĩnh diệt như hư vô. Nè, cái ông mà tỳ kheo tu hành này nó đừng nói Như Lai nhập Niết Bàn là vĩnh diệt như hư vô. Chính tôi biết Như Lai thường còn, Như Lai không vĩnh diệt, không biến hoại. Như Lai lúc còn tại thế sinh hoạt trong tứ hoa nghi như bao nhiêu đệ tử khác, nhưng Như Lai thường trú trong Niết Bàn rồi. À, cái chỗ này là cũng để ý nè, cái từ mà nhập đại Niết Bàn đây không phải là Như Lai tới vườn tới rừng Ta La Sông Thọ, tới cái thành thành đó thành gì á ha, thành gì đâu có phải, cái từ là vậy là đảng sanh, không phải cái Ta La Sông Thọ là cái rừng, không phải khi không cái đầu tôi quên là các vị còn quên hơn tôi nữa. Cái rừng này là cái rừng gì, cái thành này là cái thành gì, rừng Ta La Sông Thọ rồi. Không có phải, đâu mà thành Ba La Nại, thành Câu Thiên Na. Quên hết trơn rồi, tôi đâu quên rồi, tôi gần 80 tôi quên rồi phải, các vị chưa 70 cũng quên vậy à. Thành Câu Thiên Na, không phải tới thành Câu Thiên Na Đức Phật mới có Niết Bàn và mới nhập được Niết Bàn đâu, mà Đức Phật trong lúc mà còn sinh hoạt đi đứng nằm ngồi đã là nhập Niết Bàn rồi. Chữ nhập đây có nghĩa là đi vào Niết Bàn, có nghĩa là thọ dụng cái Niết Bàn. Mà thọ dụng Niết Bàn đây có nghĩa là thọ dụng cái sự tịch tỉnh, cái tịch tỉnh mà tịch tỉnh của bản thể á, của bản thể chân như á, chứ không phải cái tịch tỉnh mà gọi là cái vui, mà cái vui là tương đối không có khổ, không phải vậy. Do vậy cho nên Niết Bàn nó nhiều thứ lắm, sau này chúng ta học nữa ha, Niết Bàn nó có nhiều thứ lắm. Niết Bàn của Như Lai gọi là Đại Niết Bàn. Thành ra cái thành Câu Thi Na, rừng Ta La Sông Thọ, không phải tới đó Như Lai mới là gọi là nhập Niết Bàn đâu, mà Như Lai đã thường trú trong Niết Bàn rồi.
có phải đâu niết bàn vĩnh diệt vắng bóng ở cõi người. Mới gọi là nhập niết bàn, nghĩa là không phải Như Lai vắng bóng, Như Lai chết không còn là một người nữa ở trên cõi người, gọi là nhập niết bàn. Nói vậy là cũng đúng đó nha. Các vị tiền bối người ta đúc kết ở đây là ta rút của cái tinh thần Kinh Hoa Nghiêm á, ta viết trong cái bài mà cái bài kệ Tống Phật là ngã kiên quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trượt chúng sanh lĩnh ly cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân tỳ gia thành lý bất tằng sanh mà ta la thọ gian bất tằng diệt. Con làm cái lễ gọi là lễ tấm Phật, con tấm Như Lai đây là tấm cái gì? Như Lai là cái biểu hiện cụ thể của tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Đây là cái trí thanh tịnh trang nghiêm, và Như Lai đây là một cái biểu hiện cụ thể về bao nhiêu công đức gom lại. Chứ không phải Như Lai là một đứa nít như là đứa trẻ sơ sinh vậy thôi. Ngũ trượt chúng sanh lệnh ly cấu, cho nên là chúng con mà rửa này là biểu trưng cho chúng con rửa tất cả những cái kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt ở trong cõi đời này để cho nó trôi chảy sạch sẽ đi, để rồi cho mọi người đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, mọi người đồng chứng nhập cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Mà pháp thân thanh tịnh của Như Lai đây là cái pháp thân tỳ lô biến nhất thiết xứ, mọi người cùng ở trong cái hào quang thanh tịnh đều được hưởng cái sự an lành, sự tự tại, sự giải thoát, cái niết bàn. Ngũ trượt chúng sanh lệnh ly cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân tỳ gia thành lý bất tằng sanh ta la thọ gian bất tằng diệt. Như Lai nói Như Lai có sanh có diệt là không trúng. Ai nói Như Lai có sanh có diệt là người đó con mắt bị mờ rồi, bị bụi lớp rồi, mới nói rằng Như Lai sinh ngày mùng 8, ngày rằm gì đó. Đấy, đó là cái tinh thần mà muốn viết được cái bài đó là phải Kinh Hoa Nghiêm, phải thuộc lào lào. Tinh thần đó Kinh Hoa Nghiêm. Mà Kinh Niết Bàn này cũng có nói nhưng mà không nói kỹ bằng Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên ai nói Như Lai nhập Niết Bàn là không còn ở đâu có người nữa đó là sai rồi. Cứ theo định kiến của trưởng lão thì Niết Bàn đồng nghĩa với cái ngày tận số của kiếp người ư? Trưởng lão không nên hiểu như vậy. Niết Bàn không phải là cái ngày tận số của kiếp người, mà Như Lai đã là nhập Niết Bàn ngay cái lúc mà ngày là Như Lai vẫn đi đứng sinh hoạt trên cõi đời. Trưởng lão cho rằng phạm tứ trọng tội vẫn chứng được quả lớn. Tôi cho đó là lời nói vọng ngôn. Đức Như Lai đã từng dạy người chứng được quả tu đà hoàng, còn phải tu giới, tu định, tu tuệ, phải diệt sạch kiến hoặc trong tam giới, huống hồ là a la hán là quả cao tột ở trong tứ quả thanh văn. Giả lại Như Lai từng dạy người a la hán không thấy mình chứng quả a la hán, còn người tự nói rằng mình chứng quả a la hán là người chưa chứng được quả, chưa chứng được gì. Đây cái chỗ này nên học kỹ đi nè. Người được quả a la hán ha, tu bồ đề. Trong kinh Bát Nhã bọn đầu mình học rồi đó, Như Lai nói, ông tu bồ đề nói Như Lai khen con là a la hán, là người ham thích cái hạnh tịch tịnh. Nhưng mà con thấy rằng là con không phải là
là cái người ham thích tịch tịnh, cho nên Như Lai mới khen con là cái người ham, là cái người A-la-hớn mà ham thích ở cái chỗ tịch tịnh. Và nếu người nào mà mình tu mà mình thấy mình được quả A-la-hớn mà mình tự biết và tự cho rằng mình là được quả A-la-hớn đó, là người đó chưa được quả A-la-hớn. Vì sao vậy? Người được quả A-la-hớn là phải tập tu cái lối cái bằng vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả giả tướng, phải xa lìa vốn cái tướng chấp. Cho nên học tới cái chỗ này rồi, thành thật mà tôi nói với đại chúng, chúng ta phải nghiên cứu, phải để tâm, phải tu tập nhiều nữa cơ. Chứ còn cái tướng ngã là cái tướng ta, cái tướng tôi. Còn cái tướng nhân là mình thấy có người khác hoặc hơn mình, là mình không thích hoặc thua mình, là mình khinh thường. Nghèo hơn mình là mình xem thường, giàu hơn mình ganh tị, thí dụ vậy, gọi là tướng ngã, tướng nhân. Và còn thấy cái tướng chúng sanh, còn có thấy là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, còn phân biệt giai cấp địa vị. Rồi còn thấy có cái tướng, có cái sự đam mê, cái sự sống chết. Còn tham sống, còn sợ chết. Thì cái người mà còn bốn tướng như vậy là chưa tới được cái quả A-la-hớn đâu. Cho nên học kỹ cái này rồi á, thì chúng ta gieo cái chủng tánh đại thừa cho thật tình mà nói, trên đường tu tập của hàng Phật tử chúng ta còn xa lắm, còn xa lắm. Cho nên mình mà mình nói mình là được quả A-la-hớn, được quả thông dân nào đó là mình không chứng được quả rồi. Người tự nói rằng mình chứng quả A-la-hớn là người chưa chứng được gì. Bởi vì chính họ bị kẹt vào bốn tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh và chấp thọ mệnh. Đã kẹt trong bốn tướng thì chính mình tự tố cáo rằng mình đích thực phàm phu. Do lẽ đó nếu có người đọc hiểu 12 bộ kinh của Phật thì biết rõ những cái điều trưởng lão nói đích thị là vọng ngôn rồi. Đấy. Lúc bây giờ đồ chúng của tỳ kheo phá giới bèn giết chết vị A-la-hớn. Ghê chưa? Giết thiệt là thành toán đấy. Ma Vương thừa cơ hội A Vua hãm hại, diệt hết cả 600 tỳ kheo non trẻ đạo tâm đạo hành đạo lực chưa có cơ hội dung bồi này. Giết luôn cả thầy trò 600 người. Trước biến cố tương tàn thảm sát ấy, những người phàm phu có chút thiện tâm, họ bảo nhau rằng: thương đau thay, Phật pháp nay diệt mất. Còn chi, sự thật Phật pháp không vì vậy mà diệt mất, vì trong quốc độ ấy còn có hàng vạn đại Bồ Tát hộ trì chánh pháp của Phật. Cho nên là người phàm phu, người thường người ta thương, người ta nói vậy. Chứ mà nhìn bằng đạo nhãn thì là đạo Phật không có diệt được đâu. Cách hồi thế kỷ thứ mấy đó, tôi thì mình không có chú trọng cái học giả, cho nên là nói đại cương vậy. Đạo Phật ở bên Ấn Độ mà bị tiêu diệt, bị Hồi giáo tiêu diệt đó mà, tiêu diệt hết đó. Còn nhóm chạy thoát qua bên Tích Lan á, lập ra cái phái thừa kế cái phái Nam Tôn. Rồi từ Nam Tôn của Tích Lan nó mới truyền qua Thái Lan, rồi Campuchia, rồi Lào, rồi các nước lân cận là theo cái hệ Nam Tôn đó mà. Hồi giáo làm cỏ sạch đó. Nhưng mà rồi đâu có phải vì vậy mà đạo Phật bị tiêu diệt đâu. Cho tới bây giờ vẫn tồn tại đó chứ. Nhưng mà cái là mình không có dùng cái quyền lực để mà mình
mình bắt buộc người ta vào đạo, mà do cái sự phát tâm, do cái nhận thức của người ta theo. Vì vậy mà đạo Phật không đông. Chứ còn cái chân lý của đạo Phật không có ngày tiêu diệt đâu. Tại vì đạo Phật là dựa trên kêu gọi cái tinh thần tự giác, giáo hóa cho mọi người tự giác mà theo, chứ không hề có áp lực. Do vậy mà tín đồ giáo lý rất là tột cao, rất là trong sáng, mà tín đồ thì không nhiều bằng các đạo khác. Bây giờ cõi Diêm Phù Đề không có một tỳ kheo nào, một tỳ kheo đệ tử Phật. Thiên Ma Vương ba tầng thừa cơ hủy diệt chánh pháp, chúng nổi lửa thiêu đốt hết kinh điển của Phật. Nhưng những bằng ít ỏi còn sót lại, hàng Bà La Môn trộm lấy góp nhặt để vào trong sách kinh của họ. Do vậy có hàng Bồ Tát mới phát tâm vào thời kỳ Phật chưa ra đời, họ đem nhau tin lấy lời của Bà La Môn. Hàng Bà La Môn vừa nói rằng họ có trai giới, nhưng thật ra các cái cách mà các ngoại đạo đều không có nhưng thật ra các ngoại đạo đều không có ngã, không có thường, không có lạc, không có tịnh, mà thiệt ra họ chẳng hiểu thường lạc ngã tịnh đúng nghĩa. Họ lấy một cái từ, hai từ, một vài câu ngắn dài nào đó trong Phật pháp, rồi nói là trong sách vở của họ có những nghĩa như vậy. Cái này là có thật. Cái này là có thật. Người ta mượn kinh điển của Phật giáo ha. Giờ người ta cũng nói cái từ ngã, ta cũng nói lạc, ta cũng nói tịnh, nhưng mà nó không đúng, không đúng với chân lý. Bây giờ trong rừng Ta La Sông Thọ, thành Câu Thứ Na, đại chúng nghe Phật nói như vậy đều đồng thanh thốt lên rằng: thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng. Ca Diếp Bồ Tát bảo đại chúng: chư liệt vị chớ có buồn não như vậy, thế gian không trống rỗng đâu, vì Phật pháp tăng là thường trụ không thể. Không thể có lúc nào biến hoại được. Đã chúng nghe rồi thôi khóc, và tất cả hướng về giải thoát giác ngộ, phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Trong thành Vương Xá lúc bây giờ, vua Sở Thế tính tình tệ ác, tham sân si sát, dâm vọng, không chừa một lỗi nào, không dám làm, chuyên dùng người ác cố kết làm quyến thuộc, chỉ biết sự hưởng thụ ngũ dục hiện tại mà không nghĩ đến quả báo vị lai. Giết vua cha sớm ngôi mà lòng không rây dứt, lại còn thích thú hả hê. Giờ phút đền trả quả báo đã đến, toàn thân vua bỗng sanh ghẻ độc, lở lét tanh hôi, chẳng ai dám gần, người thân muốn xa lánh. Bây giờ vua tự nghĩ: chính những giờ phút này ta phải thọ lấy ác báo rồi, ta đã rơi vào địa ngục rồi. Mẫu hậu Di Đệ dùng đủ các thứ thuốc của các mỹ y để thoa sức, nhưng mụn nhọt lở lét ngày càng tăng thêm mà không có thiên giảm. Qua giờ thế thưa với mẹ: ung nhọt ghẻ lở của con do tâm mà sanh, nguồn gốc sanh bệnh từ nơi tâm, không phải do tứ đại, cho nên không thể dùng y dược của thế gian mà có thể trị được. Rồi vua bảo các đại thần
nay thân tâm của ta đều đau khổ không sao nói hết. Ta vô cùng ân hận, cha ta có tội tình gì, ta nỡ giết hại cha ta. Ta từng nghe người trí bảo rằng người phạm tội ngũ nghịch quyết định đọa địa ngục, vậy nên ta không hy vọng có lương y thần dược nào ở thế gian này mà có thể được trị được ác bệnh của ta. Để ý cái ông này, cái ông vua này, ông bắt đầu ông có ăn năn. Các vị có đọc rồi á, để ý cái chỗ này, do có ăn năn mà sau này Đức Phật hóa giải là cái tội giết cha như vậy mà không hề có bị tội đọa địa ngục. À, để ý cái đoạn này, đọc cái đoạn này, Đức Phật thuyết pháp nghe mình sợ luôn á. Nghe thấy là rõ ràng là một cái vị cái bằng biện tài vô ngại và một vị vô thượng y vương. Tội giết cha như thế, để sống ngôi như thế mà Phật nói không có gì hết. Không có tội mà cũng không có giết cha luôn. Ghê gớm. Mà cái này phải học, phải tư duy quán chiếu về đại thừa, những người có cái tư tưởng đại thừa, trong đại thừa, chứ không là nghe nguy hiểm lắm ạ. Mà ông này mà sẽ biết không tội là phát xuất từ cái câu này, cha ta vô tội ha, mà ta đã nỡ giết đi đó, cái câu hối hận đó. Vua sẽ thế thưa với mẹ, rồi vua bảo các đại thần không thể chữa hết. Bây giờ có vị đại thần tên là Nguyệt Xứng thưa với nhà vua, ví như người thích uống rượu càng uống càng nghiện nặng thêm, người để lòng sầu khổ thêm nặng thêm nhiều, đại vương hãy quẳng cái gánh nặng sầu khổ hối hận ấy đi. Có ai đến địa ngục chứng kiến cảnh địa ngục rồi trở về thưa lại với đại vương đâu? Đó chẳng qua là lời của người trí ở thế gian nói, có gì đáng tin cậy. À, bắt đầu đây là năm, ta giới thiệu là sáu cái hàng ngoại đạo nha. Bắt đầu đây là sáu hàng ngoại đạo về Phật, để bữa sau ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Giờ mình ở đây đi. Nhưng mà các vị đề về để ý đọc trước đi. Cái gốc mà mở cho lé ánh sáng cho chúng ta thấy là vua A Xà Thế sinh tâm tàm quý và ân hận việc làm của mình, từ đó mà Như Lai cứu được đấy. Cho nên mà ông Như Lai Xà Thế mà không có tàm quý, không sinh tâm ân hận là Như Lai không khó mà cứu. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.